Chào mọi người, trên tay mình là son dưỡng môi có màu Innisfree Floating Lip Balm. Đây là son dưỡng môi của hãng Innisfree, là một thương hiệu mỹ phẩm được thành lập vào năm 2000 tại Hàn Quốc, khá là nổi tiếng. Đây là dòng son môi dưỡng cao cấp với hiệu ứng 2 trong 1. Thứ nhất là lên màu Vinview tinh cực đẹp, lấy cảm hứng từ màu sắc của từng cánh hoa. Thứ hai là lần đầu tiên trong một thỏi son tinh lại chứa đựng thành phần dưỡng môi đáng kinh ngạc, bao gồm Rosehip Oil, Rose Water and Axia Collagen, phục hồi làn môi thâm nứt nẻ một cách hoàn hảo. Trong son dưỡng môi có màu Innisfree này, có thành phần nổi trội là Rosehip Oil, chính là tinh dầu tầm xuân. Đây là một loại tinh dầu mà theo nghiên cứu khoa học có thể cải thiện được các vết sẹo, vết rạn da, nếp nhăn và khô. Về cơ bản thì đây là một loại tinh dầu thích hợp dùng cho làn môi nứt nẻ, hằn sâu, nhiều vết thâm và thường xuyên mất nước đó. Thành phần nổi trội thứ hai là Acacia Collagen. Đây là một kết hợp giữa collagen và phyto, có tính chất làm xe, kích thích các tế bào da sản xuất thêm collagen, giúp làn da của chúng ta phục hồi nhanh chóng và giữ độ ẩm suốt 24 giờ. Một thành phần nổi trội nữa đó chính là omega 3, omega 6 và các axit béo thiết yếu. Đây là các hợp chất lipid, chất béo trong các chất này là nhân tố quan trọng giúp quá trình dưỡng ẩm đối với làn môi khô và cải thiện độ mềm mại và độ đàn hồi của môi. Rồi đó là những gì mà nhà sản xuất hứa hẹn trong một thỏi son dưỡng môi có màu 3,5g này. Sau khi mình khui ra và mình test thử lên trên tay á, và cũng như là mình test thử lên trên môi của mình, thì mình có một số cảm nhận muốn chia sẻ với các bạn như sau. Thứ nhất là nói về ưu điểm á, ưu điểm của sản phẩm này đầu tiên phải kể đến đó chính là khả năng dưỡng ẩm rất là tốt. Mình cảm thấy là khi mà vừa thoa lên môi thì môi mình sẽ ẩm mịn tức thì, rất là mềm và rất là thích. Cái ưu điểm thứ hai nữa đó chính là khả năng lên màu. Bởi vì đây là son dưỡng, nhưng mà là son dưỡng có màu chứ không phải là son dưỡng không màu. Nên là một yêu cầu nữa khi mà mình sử dụng son này đó là mình rất là muốn là mặc dù môi mình mềm, dưỡng ẩm tốt nhưng mà cũng có phải có màu một chút để cho môi mình nó đỡ nhợt nhạt hơn. Thì sản phẩm này cũng không làm mình thất vọng, nên là khả năng lên màu của sản phẩm khá là ok. Và một ưu điểm thứ ba nữa đó chính là khi mà mình vừa mở thỏi son ra thì thỏi son có một mùi hương cam nhẹ nhàng rất là kích thích. Đây là một điểm mình khá là ưng ý. Rồi nói về ưu điểm xong thì chúng ta nói về nhược điểm. Nhược điểm của sản phẩm này thì mình thấy là nhược điểm đầu tiên khi mình vừa mở, cũng là mình vừa mở thỏi son ra luôn. Khi mà mình vặn cái thỏi son lên và mình thoa thử thỏi son lần đầu tiên á, thì mình thấy ngay cái nhược điểm của sản phẩm này đó chính là chất son rất là mềm và dễ bị rã, cũng như là rất là dễ bị gãy vụn. Nên là nếu mà chúng ta không cẩn thận á, thì rất có thể là son sẽ bị gãy hoặc là bị rã ra, thì sẽ không thể bảo quản được tốt. Rồi trên đây là cảm nhận của mình về son dưỡng môi có màu Innisfree. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được những tin mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt.